Hello anh em, hôm nay dẫn anh em đi xử lý thuê bao vật kém anh em ạ. Để xử lý một cái thuê bao vật kém thì anh em phải mang đầu phát connect này, mang máy đo các kiểu đấy, máy đo máy hàn để mình có thể xử lý nó nhanh hơn. Hiện trạng cái thuê bao này thì nó là tín hiệu âm 30 anh em ạ. Nhà Giang hình như là cái nhà góc bên này 30. Nếu mà tín hiệu âm 30 thì khả năng gập rất là cao, khả năng gập dây thuê bao rất là cao. Và đây là cái tủ cáp anh ạ. Và cái tủ hôm trước nó có nhiều kiến vào cho nên mình chưa đóng. Giang vật số 2. Vật số 2 anh em ạ. Cái tủ này nó bị gãy mất cái này. À đây đây. Đây mình vẫn khóa được anh em ạ. Mình sẽ dùng cái bút. Đây anh em nhá. Dùng cái này để gạt nó lại. Không đủ lực. Ở cái khe này là kiến nó cắn rồi anh em. Nó kiến cắn nó chui vào này. Những cái thuê bao như này thì Giang hình như nhà dưới này hay sao, gọi cho khách đây nhé. Nếu mà tín hiệu âm 30 thì rất có thể là nó bị gập dây. Rất tiếc là khách hàng không nghe máy. Xử lý xong một thuê bao một nhà ở bên dưới kia thì khách cho một chai nước này nhé. Đấy, một cái đồ như này là rất là nhiều.
đối với những thuê bao mà quạt kém, với cái khách hàng mà không nghe máy, anh em gọi trong 30 phút, gọi 3 cuộc cách nhau 30 phút. Vâng, bác Lan Chi ơi. Nói lại cho anh em nhé, đối với những cái thuê bao mà khách hàng không nghe máy thì mình sẽ phải gọi là 3 cuộc, gọi mỗi cuộc cách nhau là 30 phút anh em nhé. Hình như dưới này à, đâu không phải ở nhà này không nhỉ, hình như nhà này đấy anh em ạ, hình như nhà này nhà Giang đấy. Nếu mà theo như mình không nhầm, trong cái túi đồ này thì cũng rất nhiều đồ, mình không biết kìm để đâu mất rồi. Đây đây, được nối khách hàng cho rất nhiều nha. Đi làm như này thì khách hàng người ta quý, người ta cho rất nhiều những cái chai nước ngọt. Cứ làm nhà này họ lại cho, nhà kia họ lại cho, nhiều khi cất ở trong túi rất nhiều. Anh ơi, đây đây rồi, không thấy có vấn đề gì cả. Đực Giang, để trên điện thoại trên nhà. Anh Giang ơi, anh Giang ơi, check lại tín hiệu xem anh em nhé, nó vẫn đang nháy pon như này, là đang tín hiệu đang bị này.
Giang BV97. 67 hay 57 nhỉ? Khách hàng đi đâu nhưng mà để điện thoại ở nhà nhá. Mình gọi này. À đây, điện thoại trên này. Không có tín hiệu. Mất luôn tín hiệu anh ạ. Trưởng cái SC nhá.
nhờ về cái đường dây. Đấy. Anh em thấy không? Buộc cao chót vót ở mãi trên đỉnh đầu, đỉnh cột kia kìa. Bây giờ chỉ có đi kiểm tra lại cái đậu phát ở ngoại tủ cáp thôi. Bằng cái đường dây của cột 04 này, cho nên là rất khó để mà bị gấp dây. Ở đây chắc đang nghi ngờ là đậu phát, để mình lên kiểm tra lại cái đậu phát ở trên tủ của hộp cáp xem. Một khoảng 2, 3, 4 năm khoảng 5420 khoảng nhà khách hàng khoảng hơn 200m một chút. Đây, đây port 2 anh em. À port 5. Mình sẽ chuyển sang port 7 nhá. Đầu tiên thì anh em nên kiểm tra là anh em phải chuyển port đã anh em nhé. Chuyển port để xem nó có tín hiệu như nào. Sau rồi mình mới kiểm tra lại cái đầu phát connect như này. 16, phải trường. Nó bị ngay đây luôn này anh em. Nó bị ở cái chỗ mình cắm này này. Từ 30 xuống 16. Quá khủng khiếp. Mình lại cắm giả lại cái port cũ nhé. Nếu mà
trong cái trường hợp mà anh em cắm mà màn tín hiệu nó vẫn như vậy ấy, thì mình đổi lại cái coupler đây. Chưa có này. Lúc nãy 16. Không có gì luôn. Không có một cái gì luôn. Cái coupler này nó bị làm sao rồi nhỉ? Chuyển sang đây 17, chuyển về đây thì không được cái gì. Chắc là do cái coupler ở đây nó bị làm sao anh em ạ. Mình sẽ đợi đảo sang cái này. Ok, đúng là do cái coupler bị anh ạ. Cái coupler trong này nó bị. Kho để lấy thôi, để đi ăn đấy. Một cái gì đều cơ. Một hồi kiểm tra các mọi thứ điều kiện các kiểu thì kết luận là cái coupler của cái nhà khách hàng này ấy, là nó đang bị lỗi, cho nên là khi mà mình cắm vào tín hiệu nó bị suy hao, dẫn đến cái tình trạng là thuê bao báo lỗi là quạt kém anh em ạ. Để làm cắp quang thì anh em cũng phải từ những cái như vậy thì anh em rút ra được cái kinh nghiệm. Nhiều khi anh em lại kiểm tra, lại không kiểm tra ngoài tù hộp cắp, xong lại thay bố cái dây
thời gian. Ở trong này rất nhiều cây cối nhưng mà cái cột điện đi rất là thoáng anh em, cho nên kéo một phát như này là rất là nhanh. Triển khai ở trong này còn nhanh hơn cả ngoài phố cơ, ít bị cây cối. Đây anh em thấy là hết cái đường 04 này, nó chạy dọc cái chỗ cánh rồng, cánh đồng này. Anh bơ kiếm ta cái wifi. Gọi số 3 nữa mà yếng máy. Ok, hay bơ đi nào. Ok, à nó đây em ạ. Ok. Thì mấy cái nhà dân ở trong này đó, họ ít thì hay khóa cửa lắm anh ạ, cho nên nhiều khi mình đi làm xử lý thuê bao thì nó cũng rất là dễ. Ở ngoài phố thì làm gì mà vào được nhà khách hàng khi không có ai ở nhà. Trên này mệt video xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở các video tiếp theo.